thành lập trung tâm phục hồi chức năng chuẩn quốc tế, đó là khẳng định của tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Minh Hoàng, giám đốc bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị khoa học quốc tế phục hồi chức năng và xu hướng phát triển trong tương lai do bệnh viện tổ chức. Hội nghị thu hút hơn 500 chuyên gia bác sĩ trong và ngoài nước tham gia, nhiều tiến bộ chuyên sâu về lĩnh vực phục hồi chức năng đã được các chuyên gia giới thiệu cập nhật như ứng dụng mới trong công nghệ y học phương pháp trị liệu tiên tiến phương pháp y học thể thao hoặc kết hợp dinh dưỡng nâng cao chất lượng điều trị trong hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe phục hồi chức năng ngày càng chứng tỏ vai trò không thể thiếu trong việc điều trị cho bệnh nhân sau chấn thương phẫu thuật hoặc mắc các bệnh mãn tính nhằm tiến tới sự phát triển y tế chuyên sâu toàn diện. Những năm qua, bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư phát triển nhân vật lực, công nghệ, con người. Mục tiêu là tới đây, bệnh viện sẽ trở thành trung tâm phục hồi chức năng theo chuẩn quốc tế, trong đó phối hợp toàn diện giữa chuyên khoa phục hồi chức năng với các chuyên khoa khác trong điều trị các bệnh sâu đột quỵ, sâu ung thư, chấn thương sọ não, tổn thương tủy sống.